Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Georgia và đội tuyển Thái Lan. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì đội tuyển Georgia sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Thái Lan với mức kèo là 1,75. Mức kèo cũng có thể tăng hai trái và tăng lên nữa là 2,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có một nhóm cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì hai đội chưa từng gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Georgia thì Georgia thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Thái Lan thì Thái Lan thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Thái Lan nha. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn một chút nữa, đó là đội tuyển Thái Lan được chấp hai trái nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này lần đầu tiên chạm trán với Georgia thì Thái Lan bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Georgia thì mình thấy là đội tuyển Thái Lan họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Ở dịp FIFA Day này thì Thái Lan họ sẽ quy tụ được những cầu thủ rất là chất lượng đang chinh chiến ở các đấu trường như Nhật Bản trở về, cho nên là thực lực cũng rất là mạnh nha. Thứ hai nữa thì an toàn thì lựa cái mức kèo đội tuyển Thái Lan được chấp hai trái đi. Nếu như mà trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hoặc là đội tuyển Thái Lan có để thất bại trước đội tuyển Georgia với cách biệt là một bàn thậm chí là hai bàn, thì chúng ta chọn đội tuyển Thái Lan chúng ta cũng chỉ từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì bao giờ thất bại đâu. Cái phong độ thời gian đây của đội tuyển Georgia thì nó cũng không mấy thật sự tốt cho lắm, thì biết đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho đội tuyển Thái Lan lần đầu tiên chạm trán với Georgia thì giành chiến thắng luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo đội tuyển Thái Lan được chấp hai trái, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 2,75 và 3,25. Thì mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu mà thôi. Cho nên mình nghĩ là hai đội sẽ có tinh thần thi đấu thoải mái rất nhiều. Với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian vừa qua thi đấu thì cũng đang khá là ổn. Mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội sẽ hòa nhau hai đều hay là 3-2 nghiêng về Georgia hoặc là Thái Lan. Bạn nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nhé. Trận đấu này các bạn hãy đá nhẹ tài 3, canh tài hạ dưới 3 thì hạ vào theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Thì dự đoán hiệp 1 với đội hình cũng khá là chất lượng và phong độ đang ổn định hơn. Và Thái Lan họ cũng thừa hiểu là Georgia mạnh cỡ nào cho nên là họ cũng sẽ gia cố hàng thủ của mình rất kỹ. Do đó có thể là hiệp 1 với mọi thứ đang ổn định thì có thể là Thái Lan họ cũng sẽ không thua Georgia đâu. Thậm chí là Thái Lan mới là những người gây bất ngờ với một hoặc hai bàn thắng những trước. Hiệp 1 các bạn chọn Thái Lan được chấp nha. Canh tài còn một trái thì vào. Do đó hiệp 1 hai đội hòa nhau một điều. Tóm lại rõ một chút kèo là chọn Thái Lan và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.